ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីសត្វពស់គឺជាសត្វដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតហើយក៏ជាសត្វដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតផងដែរការជួបជាមួយនឹងសត្វពស់គឺពិតជារឿងដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងព្រៃដូច្នេះនៅពេលដែលលោកអ្នកដើរចូលទៅក្នុងព្រៃហើយបានជួបជាមួយនឹងសត្វពស់ដែលធំនោះវាគឺជារឿងដ៏ចងចាំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដូច្នេះវីដេអូថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំអ្នកទៅមើលការជួ
ពូថ្លាន់ដ៏ធំនៅលើគល់ឈើនេះគឺជាវីដេអូដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តដើរផ្សងព្រេងនៅតាមដងទន្លេនៅក្នុងព្រៃនៅពេលដែលកំពុងតែជិះទូកស្រាប់តែបានឃើញពូថ្លាន់ដ៏ធំមួយក្បាលវាកំពុងតែដេកសម្ដិលខ្លួនរបស់វានៅលើនឹងដើមឈើដែលបានដួលធ្លាក់ចូលមកក្នុងទឹកមើលទៅទំហំរបស់វាគឺពិតជាធំខ្លាំងណាស់ពូថ្លាន់ជាប់អន្ទាក់វាគឺជារឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតមួយផងដែរដែលគេអាច
mình tội nụ tì. Cái bàn pra bóng bông tù dô đó thông mối, đảm bấy ở vía châu từ khăn ông bóng bông tù dô nú. Hói vía nâng chôp ảnh tiệ đại kê bàn đạn chôp chì mùa nâng bóng bông tù dô nụ tè mà đòn. Còn tè chôp liếm, vía có bàn rơ bóng ra hói khu nà bỏ vía mơ tứ, cứ bớt chì thông khăn bớt mền. Bố thân này kê bàn chạp. Nhi cư chìa vi tàu đọc nhạc bà bóng phót hoài là bây là bánh phong đài. Đại xa tại bố thân đọc thông mùi các bá l, trớ bán kì chạp chọp đại bà cường chạc tại mà đòn. Tùm hôm đã bỏ viết thông khả lăng vật mèn, đại xa tại bố thân mùi ní, viết gồm bông tay xâm ngòm ca bia bông rồi bỏ viết, nơi bê đại kê chú chai bấy, có bán chạp viết chọp đại bà cường chạc ní chạp lược lăng mùi lơ tại mà đòn. Bố thân đọc thông viết cắt đồng bộ tè. Nếu cứ chìa rương đọc nhạc bài bóng phót xâm rạp mà chạp tế, nơi bê đại cốt rô khơi anh thà. Miễn bút thân đọc thông mùi các bác còn bông tại viên cho lòng cắt đầm bộ tế rồi bỏ cốt. Đại xa tay xâm lấy như rùm khăn rồi bỏ viết cốt cơ chênh một mớ. Xâm rạp tại khơi viên còn bông tại viên, bí đầm bộ tế lăng từ lửa đám trừ. Viết bút chỉ miễn tầm hông thông khả lăng vượt mền. Bút thân đọc thông viên cho lòng cắt lời. Hãy lấy chân mơ mơ vì tàu đã cùi bật nhạc bà vinh mà đòn. Chỉ mỗi nâng cọng nè bác bò rụt dô nè tam đòn phá lưu bụi kê bàn khơi phút lăn đọc thống. Cũng bóng tạp chi dìm vì chân lòng cắt phá lưu hỏi chân lòng chân mùi đàn nén chạy trung phá lưu. Mơ tư tâm hôn rồi bỏ về thống nà ai lếp mà nộp bàn. Bụi chân lòng cắt phá lưu nè bê dục. Bà sân chân lục nè chỉ nè đại châu chất đa nè bê dục. Cô tại bóng bà giác chỉ mùi nâng sát búa, nơi bê giúp rút bụi quý có ai đã tránh rốt trong lấy phong đài. Đôi giờ lúc nẹ bàn khớn chỉ mùi nâng bụi ní, cứ bớt chỉ thông khả lăng bớt mền. Hồi mơ từ cao bia rồi bỏ vía, cứ đôi chỉ phái khả lăng nà. Bụi thân đọc thống cầm bông tại chân lòng phần. Ní cứ chia vi tàu đại bàn thọ nơi tạm đồng phần. Đại sát bụi đọc thống mùi cơ bá, cầm bông tại phía diêm vía chân lòng cắt phần. Mà nó cực khí nông khí chốc đảm bây rộng trăm mớ, thả vía, vía cùng bông tử nà. Về nó sắp tại bố đọc thông mùi các bà nó, vía có bán vía châu từ khăn ông lưu tại mặt đòn. Đối chí này hào ơn được khăn ông lưu, bà có chìm miên sát bố chí tràn. Sát bố thân đọc thông, cùng bông tại đấy nên lời cổ trừ. Ní cứ chìa rương đọc nhạc bà bộ phật, nếu bê đại trí túc nơi tam đoan tuần lễ, sắp tại cửa lấy khơi anh tứ. Bố thân đọc thông mùi các bà nó, cùng bông tại đây chọc chìm môi nâng cổ trừ ngóp nơi các bà nâng một tật tại mặt đòn. Các chú bố thân đọc thông nơi khăn ông bầy. Bà dân chỉ lúc nè đã chú từ khăn ông bầy hỏi bàn chú chú mùi nâng bố thân đọc thông bạp ní. Ta lúc nè nâng mẹ rõm nhẹ bà khăn lăng bần nà. Bình mẹn hỏi, viết cứ chữ rừng nhẹ bà đại kê bàn thọ nơi khăn ông bầy. Mới tờ tâm hôn khuôn rồi bỏ viết cứ bút chữ thông mần thông bà đà nụ tì. Các chú chú mùi nâng xâm bọc bố thân đại miên chùm nôn tràn. Ní cứ chữ rước đọc nhẹ bà bóng phót mùi xanh tiệt phong đài. Dưỡng chụp tại môi nụ tế, bọn tay ní cứ chưa xâm bốc rồi bọc bố thân đại miên chùm nôn tràn khăn nà. Viết công phong tại đây bộ bẹp bộ bùn khía nơi môi gần lành, hỏi miên tùm hôn thông thông khăn thèm tiệt phong. Còn tại khơi hỏi, nẹ đà khăn ông bấy cứ bớt chụp nhẹ bá kì có bàn châu tư chết. Làm bấy thọt nơi sẽ cầm hợp hiếp đại bụi viết công phong tại đây. Bút lăn đỏ thống cầm phong tại viết nơi lửa cổ trừ. Ấy lấy dưng mơ mơ vì tổ ni vinh mà đón thọt vì chụp ngài nụ tì. Chỉ mùi nâng bút lăn đỏ thông mùi các bà, bà dương bệnh thiếp chỉ mùi nâng đám chơ đại bàn đua châu từ khăn ông tật nú. Cứ viêm miên tùm hôn thông khăn nà, bọn tay mơ tư tùm hôn khuôn rập bọc bút lăn nú, có mần tội nụ đài. Viêm miên tùm hôn bỏ hai chỉ bần cổ chơ nụ, đồ chí này hỏi bút lăn ní. Ách miên tùm ngôn lơ bì 100kg, hỏi bỏ vay rập bọc vía, ách lơ bì đập mệt, bật chỉ thông khăn vật mền.
អ្នកដែលថតនេះមិនហ៊ានចូលទៅក្បែរវានោះទេ គឺមានទំហំធំជាងខ្លួនរបស់វានោះទេដូច្នេះហើយនៅពេលដែលវាព្យាយាមលេបទៅធ្វើឲ្យវាជាប់គាំងមិនអាចបន្តលេបទៅទៀតហើយធ្វើវាស្លាប់តែម្ដងពស់វែកដ៏ធំកំពុងតែងើបក្បាលរបស់វាដល់ខ្ពស់យើងធ្លាប់តែលើចាស់ចាស់និយាយថានៅពេលដែលពួកគាត់ជួបជាមួយនឹងសត្វពស់ដ៏ធំនៅក្នុងវាលស្រែនៅតាមបឹងអីនោះនៅពេលដែលវាងើបក្បាលឡើងមកលើដើម្បីសម្លឹងមើលផ្លូវនោះគឺខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ច្រឡំជាមួយនឹងបង្គោលដែលដោតនៅក្នុង
ពុះថ្លាន់ដ៏ធំចូលទៅក្នុងផ្ទះ Đối chia sát phu mới có bán ý, nơi phê đại kê bán chuộc bia công phong tại vía trên bị khăn ông tè. Vía bất chí miên tùm hôm thông khăn bật mẹn. Bà sơn chỉ lục nẹ vĩnh, ách đừng phê xlon xlau rốt cháu tè chạy chì mần khăn lòi. Phu thlan đỏ thống đầy xâm ngóm nơi khăn ông bầy. Ní cư chi rương đỏ cụ ở khai bóng phót, bà sơn chỉ lục nẹ đa nơi khăn ông bầy bê dục. Hào ý sạp tại đá chôn cho mua nâng phu thlan đỏ thống bạp ní nút, bà có chi phê nhẹ sạch chạy chì mần khăn lòi. ប៉ុន្តែជាសំណាក្នុងវីដេអូនេះគេក៏បានឃើញវាមុនក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនេះគឺជារឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលហើយមានភារបីល្បែងខ្លាំងណាស់ដោយសារតែនៅក្នុងការដ្ឋានសាងសង់មួយកន្លែងគេបានព្យាយាមក្នុងការជីកដីដើម្បីសាងសង់ ពេលនោះក៏ចំជាមួយនឹងពស់ថ្លាន់ដ៏ធំដែលសំងំលាក់ខ្លួនតែម្ដងមើលទៅទំហំខ្លួនរបស់វាគឺធំខ្លាំងណាស់គេក៏បានចាប់វាហើយលើកវាដាក់មកលើឡានដោយសារតែគេប្រាប់ឧបករណ៍ក្នុងការជីកកាយនោះចំក្បាលរបស់វាធ្វើឲ្យវាស្លាប់តែម្ដងពិតជាមិនធម្មតានោះទេគឺពិតជាធំខ្លាំងមែនសំបុកពស់ថ្លាន់ដ៏ធំនេះគឺជារឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយរបស់អ្នកដើរក្នុងព្រៃ នៅពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងពស់ថ្លាន់ដ៏ធំវាកំពុងតែសំងំការពារសម្បុករបស់វានៅក្នុងគល់ឈើហើយពងរបស់វាគឺមានចំនួនច្រើនថែមទៀតផងមើលទៅទំហំនៃពស់ថ្លាន់នេះគឺពិតជាធំហើយពងរបស់វាគឺមានចំនួនច្រើនវាមិនទៅណានោះទេវាកំពុងតែព្យាយាមការពារពងរបស់វាពីមនុស្សដែលកំពុងតែចូលទៅក្បែរគេក៏បានព្យាយាមចូលទៅចាប់វាហើយរើសពងរបស់វាដាក់ចូលទៅក្នុងថង វាពិតជាមានចំនួនច្រើនខ្លាំងមែនពងរបស់វានោះពស់ថ្លាន់កំពុងតែដេកដោយសារតែលេបចំណីធំពេកវាគឺជាអ្វីដែលពស់ថ្លាន់តែងតែធ្វើនៅពេលដែលពួកវាលេបចំណីណាដែលមានទំហំធំខ្លាំងចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់វានោះគឺពិតជាត្រូវចំណាយពេលយូរក្នុងការរងចាំចំណីនៅក្នុងពោះវានោះរលាយទើបវាអាចបន្តដំណើរចេញពីកន្លែងនេះបានទៀតហើយដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលលោកអ្នកបានឃើញនេះគឺពស់ថ្លាន់ដ៏ធំមួយក្បាល វាមិនដឹងថាជាលេបសត្វអ្វីនៅក្នុងខ្លួនរបស់វានោះទេមើលទៅគឺពិតជាមានទំហំធំខ្លាំងពិតមែនឡើងរីកខ្លួនរបស់វាប៉ុនគល់ឈើបាត់ទៅហើយដូច្នេះវាមិនអាចវាទៅមុខបានទៀតនោះទេបានត្រឹមតែសំងំវីក្បាលទៅមុខនៅមួយកន្លែងតែប៉ុណ្ណោះ